Đại tá Phạm Hòa Lan, chuyên điều trị rứt điểm mỡ máu, gan nhiễm mỡ, bà con bỏ ra 5 phút xem ngay, cam kết 100% không tái phát, không tác dụng phụ, bà con gọi ngay vào số 0325 413 630, giúp được hay không thầy sẽ nói luôn, sẽ không làm mất thời gian của bà con. Từ khi tôi dùng cái viên sủi CholeT BT này thì tôi khỏi hết cái bệnh là mỡ máu của tôi, đấy cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm viên sủi CholeT BT đã giúp tôi có một sức khỏe tốt như bây giờ. Viên sủi Conet BT này rất là hiệu quả. Cảm ơn viên sủi Conet BT đã giúp tôi đẩy lùi được căn bệnh máu nhiễm mỡ. Hôm nay thì tôi sử dụng sau 3 tháng và sức khỏe tôi hiện nay đang trở lại trạng thái bình thường. Tôi phải cảm ơn là cái sản phẩm là BT đã giúp tôi chữa trị tận gốc cái căn bệnh là mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn. À, xin chào bà con. À, tôi là phạm hòa lan nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc và trang thiết bị y tế của quân y bộ quốc phòng thì tôi đã có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghiên cứu này về khám chữa bệnh này bằng các bài thuốc thảo dược đông y việt nam và trong quá trình hành nghề của tôi ấy thì tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân bị mỡ máu tăng cao rồi gan nhiễm mỡ tăng cao máu nhiễm mỡ hay còn gọi là rối loạn li, li, lipid máu là sự bất thường trong cái chuyển hóa lipid Công thức hỗ trợ giảm mỡ máu của bác sĩ Phạm Hòa Lan gồm các thảo dược quý, dễ nần nghệ, rào cổ lam, lá đỏ ngọn, đan sâm, beta glucan đã được chứng minh hiệu quả và an toàn từ ngàn đời nay. Với quan điểm trong y học cổ truyền, sự kết hợp thống nhất giữa phương pháp điều trị bệnh với việc bổ sung khí huyết, sức khỏe, nâng cao khả năng miễn dịch kết hợp trong một bài thuốc, hiệu quả chữa bệnh sẽ rất cao. Đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan đã áp dụng khoa học kỹ thuật kết hợp cùng bài thuốc quý để đưa đến người bệnh sản phẩm dạng viên sủi có tên cholest BT có công dụng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, giảm nguy cơ sơ vữa mạch máu, hỗ trợ tăng cường sức bóp cơ tim, giảm biểu hiện co thắt ngực và giảm nguy cơ hẹp mạch vành. Trước đây ấy, thì tôi chủ yếu làm theo phương pháp cũ là hái thuốc này, rồi dễ phơi khô, sắc thuốc. Tuy nhiên với số lượng bệnh nhân như hiện nay ấy, thì nhiều bệnh nhân ở tỉnh xa thì phương pháp này khá là lích kích và tốn rất nhiều thời gian đồng thời cũng khó uống vì các chất đắng có trong thảo dược nên cũng có nhiều bệnh nhân vì lý do đó mà không kiên trì sử dụng được hoặc quá trình phục hồi cũng chậm hơn vì sử dụng không điều độ chính vì vậy tôi đã kết hợp với công ty để đưa bài thuốc của mình dưới dạng viên sủi thông qua sản phẩm à, colect bt theo dây chuyền hiện đại à, giúp người bệnh có thể tiếp cận và biết đến hơn toàn bộ quá trình chọn lọc nguyên liệu đưa vào sản xuất, ý, đóng gói đến tay người tiêu dùng của sản phẩm đều được làm theo dây chuyền nhà máy à, đạt hiện đại nhất hiện nay, đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP nên người dùng có thể dễ dàng sử dụng và đạt hiệu quả cao. Cũng nhờ có công nghệ này mà những người bệnh không cần vất vả như trước. Nhiều bệnh nhân tỉnh xa cũng biết đến bài thuốc này của tôi và đều phản hồi rất hiệu quả. Có cả những khách hàng. À, nước ngoài cũng biết đến và sử dụng đều cho kết quả một cách chất tích cực viên sủi choles BT được nghiên cứu dựa trên các phương thuốc thảo dược tự nhiên đông y quý được lưu truyền và chứng minh hiệu quả từ bao đời nay sản phẩm có công dụng hỗ trợ giảm cholesterol máu giảm nguy cơ sơ vữa mạch máu hỗ trợ tăng cường sức bóp cơ tim giảm biểu hiện có thắt ngực và giảm nguy cơ hẹp mạch vành choles BT thích hợp sử dụng với người bị cholesterol máu cao nguy cơ sơ vữa mạch máu Người bị đau thắt ngực cơ năng và người cần được chăm sóc sức khỏe tim mạch. Viên sủi Cholest BT được kết hợp sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy công ty cổ phần dược phẩm Freshline, đạt tiêu chuẩn GMP theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt các kiểm định an toàn thực phẩm cũng như các quy định của pháp luật. Sản phẩm đã được kiểm chứng qua nhiều người đến thăm khám, hơn 90% khách hàng đều phản hồi tích cực và nhận được sự tin tưởng của nhiều người nổi tiếng cũng như được các cơ quan báo đài đưa tin. Bà con bị mỡ máu cao chỉ cần để lại số điện thoại hoặc gọi vào số hotline. Tôi và đội ngũ hỗ trợ sẽ gọi điện lần lượt tư vấn cho từng người. Tùy Từ vào tình trạng bệnh của bà con, chúng tôi sẽ đưa ra liệu trình phù hợp. Để lại số điện thoại sẽ được hỗ trợ tư vấn thăm khám và gửi sản phẩm về tận nhà.